Thưa quý vị, sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai, sức mua trên thị trường có sự sụt giảm. Trước thực tế này, ngành công thương cùng các doanh nghiệp, nhà bán lẻ trên thị trường thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm như hiện nay. Ghi nhận tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố, đa số các mặt hàng bày bán tại những nơi này đều được áp dụng các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Đặc biệt, hưởng ứng tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm mà Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đang tổ chức, nhiều mặt hàng được giảm giá khá sâu. Với cái tuần lễ khuyến mại này thì chúng tôi có những cái sản phẩm giảm giá sâu rất là nhiều. Chẳng hạn như táo nhập khẩu với mức đồng giá rất là nhiều sản phẩm ở mức giá 39.900. Mỗi một đợt khuyến mại của chúng tôi thì kéo dài 2 tuần với gần 1.000 sản phẩm mỗi 1-2 tuần lễ thì đảm bảo tất cả các sản phẩm luôn luôn có những chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn. Theo Sở Công Thương thành phố, với chủ đề thỏa sức mua, đùa sức sắm, tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm diễn ra từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, thực hiện 135 chương trình tại hơn 200 điểm khuyến mại, gồm các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ truyền thống, các cửa hàng trên địa bàn thành phố. Tại đây, người tiêu dùng sẽ được mua sắm nhiều mặt hàng với giá ưu đãi hoặc tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng, tặng quà. Năm nay là một cái năm mà chúng tôi làm chương trình kích cầu tiêu dùng thì nó mới hơn mọi năm, tức là năm nay chúng tôi là cùng với các hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, các nhà cung cấp sẽ có một cái chương trình khuyến mãi giảm giá theo tùy theo sản phẩm từ 50 đến 100% giá trị, tùy theo cái sản phẩm cụ thể mà do nhà cung cấp và do các trung tâm thương mại, siêu thị sẽ hỗ trợ cho người tiêu dùng. Những chương trình khuyến mại hấp dẫn đang tạo nên không khí mua sắm sôi nổi trên địa bàn thành phố. Bởi trong xu hướng người dân thắt chặt chi tiêu do một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các ưu đãi này đã tạo điều kiện để người tiêu dùng mua được những mặt hàng chất lượng với giá cả phù hợp. Khi mua được nhiều mặt hàng mà giá rẻ mà đảm bảo chất lượng nữa thì em thấy rất là thích. Càng nhiều chương trình khuyến mãi rồi càng nhiều mặt hàng thì nó sẽ càng hỗ trợ thêm và tiện lợi hơn trong cái quá trình đi mua sắm cho gia đình. Với các chương trình kích cầu, dự báo sức mua của người dân sẽ tăng cao, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm như hiện nay. Các doanh nghiệp cho biết sẽ kéo dài các chương trình khuyến mãi để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Mình rất là kỳ vọng cái chương trình của Sở Công Thương của thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cái chương trình kích cầu. Một tuần như mình nghĩ mình sẽ kích cầu cả dân Đà Nẵng của mình mua sắm sản phẩm cho đến hết Tết Nguyên Đán. Hiện bên cạnh các chương trình khuyến mại hấp dẫn, các doanh nghiệp, nhà cung ứng trên địa bàn thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp lễ Tết sắp đến.